Thủy. Trinh, trời ơi, từ ngày mới ra trường giờ mình mới được gặp bạn á. Lúc này bạn làm ở đâu vậy? Thì cũng làm công viên chất bình thường thôi. Ừ. Mà sao bữa nay gặp ốm vậy? Ốm hơn thời đi học nhiều quá. Mình mới ốm giờ này thôi, tự nhiên mình bị chứng khó ngủ á. Mình cũng đang đi bác sĩ điều trị chứng mất ngủ của mình á. Chứng mất ngủ? Ừ. Ê, củ sen kìa. Bà đã thử ăn củ sen chưa? Củ sen cũng chữa chứng mất ngủ đó. Ồ, củ sen thì mình ăn rồi. Nấu canh với nấu chè hoài mình ngán nên mình cũng thích ăn. Ăn thử củ sen kho đi, nó cũng ngon lắm đó. Củ sen kho? Ồ, món này lạ nha. Bà làm món đó như thế nào vậy? Để đây cho bà coi nè. Đầu bếp Phước Hưng cùng với Kim Thảo thân ái gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Hôm nay đến với chương trình thì đầu bếp Phước Hưng sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người món ăn nào đây? Có chứ, thì ngày hôm nay Phước Hưng xin giới thiệu một món ăn cho Kim Thảo cũng như là tất cả quý vị khán giả. Một món ăn là vừa hấp dẫn nè, và vừa dễ làm nè, nhưng mà nguyên liệu rất là dễ kiếm nữa. Và món ăn của ngày hôm nay có tên gọi là món sườn kho củ sen. Để thực hiện món sườn kho củ sen này thì chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau: 300g sườn non, 150g củ sen, ớt sừng, hành lá, tương ớt, hành tím băm, tỏi băm và các loại gia vị thông thường, đặc biệt là giấm gạo lên men Ajinomoto. Trước khi sơ chế sườn thì Phước Hưng xin chia sẻ cho Kim Thảo cũng như là tất cả quý vị khán giả, thì khi mà chúng ta mua sườn non thì chúng ta hãy lựa những cái sườn non có đầu mềm và thịt nhiều là sườn non ngon. Ồ, Kim Thảo nhớ rồi, cảm ơn Phước Hưng nha. Khi mà chúng ta đi mua sườn thì quý vị hãy nhớ là chọn những phần sườn non có đầu mềm, thịt nhiều thì sườn non mới ngon được. Và công đoạn kế tiếp đó chính là củ sen. Khi mà chúng ta lựa củ sen thì chúng ta hãy lựa củ, cái thứ nhất là thuôn tròn đều nè, và có cái màu vỏ thật là sáng nè, nhưng mà lại tươi nữa thì củ sen nó mới ngon. Hưng có biết không, bình thường khi mà Thảo đi chợ mua củ sen thì nghĩ là chọn củ nào to to, tròn tròn và dài dài á cho nó dễ gọt. Dễ gọt đúng không? Đúng rồi, nhưng mà hôm nay Phước Hưng chia sẻ thì Kim Thảo đã hiểu rồi, cảm ơn Phước Hưng nha. Rồi. Quý vị thân mến, chúng ta khi đi chợ mua củ sen thì hãy nhớ là chọn những củ sen tròn, thuôn đều và có màu tươi cũng như là màu phải sáng một tí thì đó mới chính là những củ sen ngon. Bây giờ thì Hưng sẽ cắt cái phần củ sen này ra. Ừ. Khoảng 2cm nha Kim Thảo. Ừ, khoảng 2cm. Phần ớt sừng thì Hưng sẽ cắt khúc nè. Hành lá thì Hưng cũng sẽ cắt khúc luôn. Công đoạn kế tiếp nữa chính là chúng ta ướp sườn nha. Và Hưng sẽ ướp vào sườn 1 muỗng canh tỏi băm, 1 muỗng canh đường và 1 muỗng canh hạt nêm Ajinomoto, 1 tí xíu tiêu nè và 1 muỗng canh tương ớt. Kế tiếp thì Phước Hưng sẽ cho vào đây là 1 muỗng canh giấm gạo lên men Ajinomoto. Khi mà chúng ta làm món sườn kho thì chúng ta hãy ướp vào và nêm vào trong đó, đó chính là giấm gạo lên men Ajinomoto. Thì giấm gạo lên men này sẽ giúp cho món kho của chúng ta ngon hơn, đặc biệt là sườn nó có độ giòn hơn và mềm hơn. Và Hưng sẽ cho vào đây là khoảng 1 muỗng canh dầu ăn để chúng ta tạo cái màu caramel đó. Và cho khoảng 2 muỗng cà phê đường nha. Chúng ta khuấy đều tay nè. Khi mà màu nó vàng đều thì chúng ta cho sườn vào liền. Nếu chúng ta để lâu quá thì cái màu nó sẽ ngã đi, cái màu cháy đó nó không có còn đẹp nữa. Rồi, Hưng sẽ cho hết phần sườn vào nè. Và bây giờ Hưng sẽ cho nước vào đây. Và cho hết cái phần củ sen vào. À, cho củ sen vào luôn. Ừ. Rồi cho hết phần ớt sừng này vào. Ồ, vậy thì mình phải đợi cho bao nhiêu lâu hả Hưng? Thì khi mà chúng ta cho hết nguyên liệu vào rồi thì chúng ta rim đến chừng nào mà Kim Thảo thấy cái nước ở trong nồi đó nó hơi sánh và nó hơi cạn lại là chúng ta được rồi đấy. Với cái mùi hấp dẫn như thế này mà hồi nãy cùng với những cái bí quyết mà Hưng chỉ cho chọn sườn nè, rồi chọn củ sen đó, thì Kim Thảo nghĩ là ngày hôm nay món sườn kho củ sen sẽ rất là thành công. Bên cạnh đó thì còn có thể tưởng tượng ra mùi vị của nó là sườn thì rất là mềm, rồi còn củ sen thì cũng chắc sẽ rất là giòn. Đúng không? Đúng rồi. Bây giờ thì Hưng sẽ cho hết cái phần hành lá này vào đây. Bây giờ Hưng sẽ tắt lửa ở đây. Rồi chúng ta trộn đều lên nè, cho hành lá được chín. Và Hưng sẽ cho vào đây một tí xíu tiêu nữa nè. Thôi vậy là món kho nó hoàn tất rồi đó. Rồi bây giờ Hưng sẽ múc ra đĩa nha. Đây một cọng ngò nè. Ừ. Đây, để kiếm cái miếng thịt là thiệt là ngon, thiệt là bùi nha. Rồi, đó, cảm ơn Hưng nhiều. Sao mà món sườn kho củ sen nó có những cái vị mà
phải nói là lạ đến như vậy, không có giống những cái món sườn non mà hồi đó đến giờ Thảo ăn. Món sườn kho củ sen này có một cái vị chua chua, vị chua rất là thanh, hình như là từ giấm gạo lên men Ajinomoto. Còn có vị cay nhẹ nhẹ nữa, đó chính là từ tương ớt, đúng không? Và sườn non thì đã hầm vừa chín mềm tới, củ sen thì đã thấm gia vị, nhưng mà vẫn giữ được độ giòn của nó. Quý vị và các bạn thân mến, với món sườn kho củ sen ngày hôm nay, vừa ăn ngon lại vừa bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe thì chắc chắn là Kim Thảo cũng như là quý vị sẽ trổ tài làm ở nhà, đãi cho các thành viên trong gia đình của mình, đúng không ạ? Một lần nữa xin được cảm ơn Phúc Hưng rất là nhiều về món ăn ngày hôm nay. Hoặc là quý vị đang suy nghĩ là không biết có nên kết hợp những nguyên liệu khác lạ lại với nhau, kết hợp nguyên liệu này và nguyên liệu kia lại có hợp hay không, thì hãy gửi những thắc mắc đó hay là yêu cầu món ăn về cho các đầu bếp của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày ở hộp thư quen thuộc số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc là có thể gọi điện thoại đến số 083 823 7557, đó chính là số điện thoại của Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam. Và quý vị cũng có thể truy cập vào trang web chính thức của chương trình www.mongonmoingay.com hoặc tìm từ khóa Món Ngon Mỗi Ngày để đến trang web của chương trình để có thể xem lại những món ăn mà đầu bếp của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày đã hướng dẫn cho tất cả quý vị. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Đầu bếp Phước Hưng cùng với Kim Thảo được nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị và hẹn gặp lại.